và những câu nói kinh điển làm bài học cho hậu thế. Trích đoạn Chu Du mượn tay Tử Cán giết Thái Mạo Trương Doãn. Đại đô đốc. Đại đô đốc. Người này là ai? Sao nằm trên giường của ta? Đại đô đốc, mời bạn cũ Tưởng Cán ngủ chung mà. Sao ngài quên rồi? Người này quả như là Tử Dực. Uống sai rồi. Đáng lẽ không nên uống sai mới phải. Không biết có nơi mới gì trong lúc ngủ hay không nữa. Lưu Mông à, đêm hôm như vậy ngươi gọi ta dậy có chuyện gì? Có người từ Đông Bắc đến. Để một chút. Thái Mạo tướng quân cho người đến báo, nó là Tào Tháo phòng bị quá nghiêm ngặt, trong nhất thời khó mà ra tay. Còn nói biết rồi, lùi xuống đi. Tử Dực, Tử Dực, tiên sinh đi đâu vậy? Tiên sinh, tiên sinh, phu nhân, tiên sinh đi đâu vậy? Tại hạ đã chuẩn bị về Giang Bắc. Đại đô đốc có biết chưa? Đại đô đốc chưa tỉnh rượu, tại hạ không nỡ làm kinh động tới ngài. Vậy sao được, tiên sinh là bạn cũ của đại đô đốc, ngài ấy nên đích thân đưa tiễn mới phải chứ. Tiên sinh đợi một lát đi, đợi tiếp đi bằng báo cùng đô đốc. Phu nhân khoan đã. Phu nhân à, ý tốt của công cẩn tại hạ vô cùng cảm tạ. Tối qua tại hạ bình sinh chưa bao giờ uống say đến như vậy. Nếu như công cẩn biết ta đi, chắc chắn không cho ta đi đâu. Vậy hả, không phải lại uống đến long trời lở đất sao? Cho nên tại hạ thấy không ngoài cách không từ mà biệt, thực sự không còn cách nào khác. Xin phu nhân lượng thứ cho. Nếu đã vậy, tiếp cũng không mẩm máu cùng đại đô đốc nữa. Đa tạ phu nhân, ta hạ cáo từ. Ê, tiên sinh đợi đã. Tiên sinh, ngài là khách, sao có thể để ngài tự mình chèo thuyền được? Để tiếp cận hai quân sĩ, đưa ngài về Giang Bắc nha. Không. Tại sao vậy? Phu nhân à, lúc này Đông Ngô và Tào thừa tướng đang chuẩn bị giao tranh với nhau. Ta chỉ lo quân sĩ Giang Đông đến Giang Bắc rồi sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Tiên sinh nói rất đúng, diện tích đành phải không tiễn ngài nữa.
Phu nhân cáo từ. Diệp Cát Lại tới nha. Đi rồi. Đi rồi. Đa tạ nàng Tiểu Kiều. Phu quân, chàng xem mặt trời sắp mọc lên rồi. Hình như là cố tình mọc lên vì chúng ta đó. Bẩm thừa tướng, tham quân tưởng cán về đến rồi. Mau vào đây, mau vào đây, mau vào đây. Thừa tướng, nè, đến đây. Tưởng cán, chuyện làm đến đâu rồi? Tại hạ hổ thẹn, không thuyết phục được Chu Du. Xem ra đáng lẽ ta không nên kêu ngươi đi làm thuyết khách. Việc không thành, ngược lại khiến Chu Du cười nhạo. Nhưng mà thừa tướng, tuy tại hạ không thuyết phục được Chu Du, nhưng đã đem về cho thừa tướng một chuyện hết sức cơ mật. Chuyện cơ mật gì? Mời thừa tướng xem, xin đừng tức giận. Người đâu? Dạ. Lập tức gọi thái mạo Trương Doãn đến gặp ta. Dạ. Thừa tướng, mặt tướng phụng mệnh trình kiến. Thái mạo, ta kêu ngươi điều động luyện tập thủy quân, ngươi điều động luyện tập tới đâu rồi? Bẩm thừa tướng, các doanh trại trên dưới đều đang luyện tập ngày đêm, cờ hiệu cung tên đều đã thuần thục, nhưng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thuyền trận và trận pháp trên sông vẫn chưa nhuần nhuyễn, còn cần thêm thời gian. Đợi ngươi luyện xong, cái đầu của ta chắc cũng đã bị treo ở Giang Đông rồi. Thừa tướng nói vậy là có ý gì? Mặt tướng không hiểu. Đọc cho hắn nghe. Bẩm đại đô đốc, mạo ta hạng Tào thực sự là do bất đắc dĩ. Gần đây sau khi được biết Tào Tháo công chiếm Giang Đông, xong việc thì giết người có công, bãi miễn chức tướng lĩnh Kinh Châu của mạo ta, mãi mãi không dùng nữa. Mạo ta hận đến xương tủy, đau buồn không xiết, quyết định lấy công chuộc tội, đầu quân cho cô hầu Giang Đông. Nay thủy quân Tào Tháo đều cho ta nắm giữ, ta đã sắp đặt nhiều chỗ hở trong các doanh trại bên sông. Đến lúc giao chiến, đại đô đốc chỉ cần tập kích vào thuyền trận từ hướng tây bắc thì các doanh trại giang bắc tất sẽ bị sụp đổ. Lúc đó thái mạo thừa thế lấy thủ cấp của Tào Tháo dâng lên Ngô Hầu. Không, lùi ra ngoài chém đi. Dạ. Quan thừa tướng, quan quan thừa tướng, 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 thừa tướng. Tại hạ hết được trung thành liên minh cho thừa tướng, ngài lại tin lời dẹp phá của tiểu nhân, đó là gián kế của bọn tiểu nhân. Thừa tướng, thừa tướng, thừa tướng, quê quá. Bao bẩm thừa tướng, thái mạo Trương Doãn đã bị chém đầu. Tiêu rồi, ta trung kế rồi. Đem thủ cấp của thái mạo Trương Doãn truyền thị các trại thủy quân, đồng thời tuyên bố đại tội thông địch. Tuân lệnh. Vu Cấm, Mao Giới. Có mặt tướng. Có mặt tướng. Hai người các ngươi từng thống lãnh thủy quân Thanh Từ, cử hai người đảm nhiệm chính phó đô đốc, chỉnh đốn lại thuyền trận, bố trí lại phòng ngự. Nhận lệnh. Khởi bẩm thừa tướng, mạc tướng có một lời đề nghị. Ừ, nói đi. Thiết nghĩ tướng sĩ quân Bắc ta
đa số là giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, chứ không giỏi về thuyền bè. Khi họ lên thuyền, chỉ cần gặp chút sóng gió là say sóng, rất bất lợi trong giao chiến. Mạc tướng kiến nghị dùng xích sắt cột các chiến thuyền lại với nhau, làm cho bon thuyền rỗng như đất liền, vừa chống được sóng gió, vừa vững chắc như thành trì. Khi quân sĩ ta lên thuyền giao chiến, sẽ có thể phát huy hết quy dũng của mình. Ý kiến hay. Các ngươi xem, Thái Mạo hắn khăng khăng không chịu làm như vậy. Bây giờ các ngươi hiểu rồi chứ, hắn đúng là một tên gian tặc. Du Cấm, ngươi lập tức đi thay đổi thuyền trận. Tướng lệnh.